Hello các bạn, hôm nay là Cyber Monday, là ngày thứ hai đầu tiên trong Black Friday. Có nghĩa là nếu mà các bạn không muốn xếp hàng để đi ra các trung tâm thương mại mua sắm ở những ngày Black Friday thì các bạn có thể đợi đến hôm nay là thứ hai Cyber Monday để mua sắm trực tuyến, mua sắm trên mạng, mua sắm online. Ok, thì đến ngày Cyber Monday thì rất nhiều sản phẩm giá giảm sốc ở trên các trang thương mại điện tử. Mình đã tìm hiểu được mấy deal rất là hấp dẫn đây và sẽ giới thiệu ở video này. Các bạn xem hết video nhé. Đầu tiên đó là trên Lazada. Thì hôm nay là ngày cuối cùng mà Cyber Monday trong 4 ngày sale khủng giảm đến 50%. Các sản phẩm đang giảm giá sốc trong 2 tiếng, các bạn để xem qua. Tất cả link mình sẽ để ở dưới mô tả video trong comment video này. Rất nhiều sản phẩm đang giảm giá sốc, mình sẽ ví dụ cho các bạn một cái sản phẩm giảm giá sốc hôm nay. Đó là cái điện thoại Motorola Moto C, bộ nhớ 8GB, đó giá chỉ 1.190.000 và áp được thêm mã giảm giá 5% nữa nhé. Con điện thoại này 1.1 triệu, quá rẻ luôn. Đấy, được bán bởi Lazada nên chất lượng rất là tốt và yên tâm, đảm bảo. Nói chung Lazada phân phối và bán thì không phải lo, không phải suy nghĩ gì cả. Ok, mình ví dụ cái sản phẩm điện thoại rất là rẻ luôn, 1.1 triệu. Và điện tiếp theo là trên Amazon Cyber Monday, rất nhiều sản phẩm giá rẻ, đặc biệt là có mã giảm giá cho iPhone X, giá giờ chỉ còn 27 triệu, quá rẻ luôn. Đấy, giảm hẳn 1.5 triệu cơ. Smart TV Full HD LG giá còn 6.3 triệu, hay là xe đạp điện 12 triệu gì đó. Hoặc là các bạn có thể tham khảo những cái sản phẩm điện thoại khác giá cũng rất rẻ. Nếu mà ai chưa có điện thoại thì có thể mua ở AD rồi. Đặc biệt là ai đang muốn sắm iPhone X thì giá 27 triệu chắc là rẻ nhất rồi. Ok, và deal thứ 3 mình giới thiệu là ở trên S24. S24 này chủ yếu là các mặt hàng thời trang, thì có khá là nhiều mặt hàng thời trang giá rẻ và có cả mã giảm giá nữa nhá. Rất nhiều luôn, cả đồ gia dụng thực phẩm nữa, khá là rẻ. S24 thì chủ yếu là thời trang và gia dụng thực phẩm, thấy giá khá tốt. Và cũng trên S24 chúng ta có Black Sale chỉ trong một ngày duy nhất, đồng giá 24.000 đây, số lượng một cái. Quần, váy, áo sơ mi hay là đầm đấy, đồng giá 24.000 này, rất là rẻ, và đồng giá 240.000 vân vân. Các sản phẩm hầu như là dành cho nữ giới. Xuống dưới thì chúng ta sẽ có các sản phẩm dành cho nam giới, vân vân. Và đi cuối cùng mình muốn giới thiệu đó là ở trên này Lotte thì cũng có Cyber Monday và siêu sale công nghệ và gia dụng giảm 600.000, nhập mã Cyber giảm 8% và nhập mã Monday giảm thêm 600.000, thì có đồ gia dụng và đồ công nghệ đấy. Các bạn có thể vào xem giá của các sản phẩm này và tham khảo giá. Đây, trên AD rồi đang bán 27 triệu và trên Lotte giá 28 triệu, cũng nhập mã giảm còn 27.888.000 đấy. Đấy, ok, như vậy là video này mình đã giới thiệu các deal khá là hấp dẫn trong ngày Cyber Monday thứ hai đầu tiên của Black Friday, ngày hội mua sắm online. Và thấy cái sản phẩm Motorola C này giá là rất tốt luôn. Các bạn cảm thấy video hay, like, share, subscribe, đăng ký kênh YouTube để cập nhật những video mới nhất. Mọi thắc mắc vui lòng comment bên dưới, mình sẽ giải đáp. Các bạn muốn review sản phẩm nào comment bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Chúc anh em mua sắm cháy túi.